Thằng kia. Ui. Mẹ à? Cháu cô ạ. Mày đang làm cái trò gì đấy hả? Con có làm gì đâu. Tao cũng cho mày ăn đầy đủ thịt thà cá mú. Và sao mày cứ ngu mãi thế hả Thưởng? Kìa mẹ, đang ở ngoài đường sao mẹ nói con như thế? Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì riêng. Ai khiến mày? Ai khiến mày bê đồ cho nhà nó? Hả? Dạ cháu... Mà này tôi nói cho cô biết nhé, cô bỏ ngay cái kiểu sai phái đàn ông giống như mẹ cô đi nhá. Mẹ, con đừng sỉ nhục mẹ cháu. À thế mày định làm gì tao? Hả? Mày định làm gì tao? Mà con gái mẹ định tổ chức sinh nhật như thế nào? Con định làm đơn giản thôi mẹ ạ. Con sẽ mời một vài người bạn và đồng nghiệp ở công ty nữa. Đã tìm được địa điểm chưa? Hay để mẹ đặt nhá. Thôi không cần đâu. Chị Hà còn giới thiệu con một nhà hàng của bạn chị ấy. Thấy bảo là ăn cũng ngon với chill lắm. Mẹ đang nghĩ xem mua cho con gái mẹ váy màu gì nhỉ? Con đang tính là sẽ mặc cùng tông màu với Duyên. Mẹ thấy sao? Duyên người cũng rong ròng giống con, xinh xắn. Lại còn trắng nữa. Nhìn Duyên chẳng ai bảo là người miền núi cả. Sao? Duyên sinh ra ở miền núi á? Vâng, Duyên sinh ở Cao Sơn mẹ. Thấy cô định nói chúng con còn sinh cùng một chỗ cơ. Bà ơi, cái Định điều dưỡng nó bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh đấy bà ạ. Mà nghe đâu nó bị nặng lắm, không biết có qua khỏi không. Định bị tai nạn à? Vâng ạ. Nó hiền lành mà sao khổ thế. Công nhận, lấy phải thằng chồng cờ bạc, khốn nạn, lại còn bị tai nạn nữa. Nghĩ mà khổ cho cô ấy quá bà. Anh, anh ơi, cơm nước em nấu xong hết rồi. Tí nữa anh cứ ăn trước đi, không phải chờ em về đâu. Em chạy ra ngoài có tí việc. Sao mà vội thế? Ăn cơm đã, rồi ăn đi. Thôi, em đi luôn ạ. Dạo này anh thấy giờ giấc của mày hơi bất thường đấy nhá. Hay là có người yêu? Không, anh cứ xoáy vào nỗi đau của em. Em thì còn năng nghề. Chứ nếu không thì sao? Chia sẻ với anh đi, đừng ngại. Thì em... Hả? Nói đi. Em vào viện chăm cô Trâm ạ. Bà ấy bị làm sao? Cô Trâm bị tim, đang hôn mê. Bác sĩ bảo là nặng lắm rồi.